Well, chào mừng tất cả anh em trở lại Hùng Mobile. Mình là Dũng Ruồi, là một đơn vị số 1 về Việt Nam về các cái sản phẩm sách tay Mỹ sau chiếc Samsung Galaxy S8 Plus hay là chiếc Galaxy Note 8. Thì hôm nay Hùng Mobile sẽ đón tiếp một sản phẩm nữa, đó chính là chiếc Samsung Galaxy S8 Mỹ đầu tiên tại Việt Nam như mình đang có trên tay đây. Cái sản phẩm này là hàng line new và mức giá của nó hiện tại là chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng một chút. Anh em hãy xem chi tiết tại website hungmobile.vn để cập nhật cái giá chính xác nhất của nó, bởi vì nó có thể thay đổi theo thời gian. Cái video này mình sẽ cùng các bạn trên tay và tìm hiểu nhanh về cái sản phẩm này nhé. Đầu tiên là về cái tình trạng của sản phẩm thì đây là hàng đã qua sử dụng ở bên Mỹ, nhưng mà cái hình thức thì như các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp và hoàn toàn như mới, không có bất kỳ một cái vết xước nào cả. Mình có soi qua các cái chân kết nối thì cho thấy nó rất là sáng, cho thấy là chưa sử dụng nhiều. Cũng như cái khả năng chống nước tuyệt đối thì mình cũng đã kiểm tra và vẫn còn nguyên, rất là tuyệt vời và yên tâm. Với cái mức giá chỉ hơn 10 triệu là một cái mức giá mà mình thấy khá là tốt cho một cái flagship năm 2017 của Samsung. Rẻ hơn rất là nhiều so với mức giá khoảng hơn 18 triệu tại FPT. Vậy thì máy Mỹ thì nó có cái điểm khác biệt gì so với lại cái bản chính thức tại Việt Nam? Nó có điểm mạnh gì hay là cái hạn chế gì hay không? Đầu tiên ở thế hệ Samsung Galaxy S8 hay cũng như thể là Note 8 thì ở mọi phiên bản từ tất cả mọi nhà mạng đều hoàn toàn giống nhau. Và đều là có mã G950U. Đây là một mã quốc tế, vì vậy từ chất lượng, sóng cho đến hỗ trợ 4G mọi thứ đều rất là tốt và tương tự như trên bản chính hãng tại FPT. Thậm chí thì chúng còn không có cái ứng dụng của nhà mạng nào luôn. Và như cái sản phẩm mình đang có trên tay thì rất khó để biết xem là nó đến từ cái nhà mạng nào. Nhưng mà mình cũng chả quan tâm nữa, bởi vì nhà mạng nào thì trên Samsung Galaxy S8 Mỹ thì cũng đều như nhau cả thôi. Ở thiết kế mặt sau của Samsung Galaxy S8 Mỹ thì chúng ta sẽ thấy thêm một cái dòng chữ Galaxy S8 ở đây. Đây là một cái điểm mình rất là thích trên các máy của Mỹ. Ngoài ra thì không có thêm bất kỳ logo của nhà mạng nào, kể cả bạn dùng Verizon hay là AT&T. Ở dưới cùng thì chúng ta có thêm một số các cái thông tin như mã sản phẩm SMG950U, nơi sản xuất sản phẩm này là Hàn Quốc và mã IMA. Còn lại mọi thứ ở trên Samsung Galaxy S8 Mỹ về thiết kế bên ngoài thì đều không có bất kỳ cái thay đổi nào. Khả năng cầm nắm cực kỳ tốt với kích thước khá là nhỏ gọn, thao tác bằng một tay khá là thoải mái, trong khi màn hình thì vẫn rộng 5,8 inch, hiển thị vô cực và cảm biến vân tay rất là dễ sử dụng. Đây là một cái điểm mà mình khá là thích trên S8 khi mà so sánh với S8 Plus. Về cấu hình và các thông số kỹ thuật phần cứng thì cái khác nhau gần như chỉ là S8 Mỹ sẽ sử dụng con chip Snapdragon 835 thay vì Exynos 8895 như trên phiên bản chính hãng. Đây là một cái điểm mà S8 Mỹ được đánh giá cao hơn khá là nhiều khi mà cái sự tương thích với game ứng dụng sẽ tốt hơn. Chip đồ họa đi kèm cũng có hiệu năng nhìn hơn, và đặc biệt đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 10 nanomet. Nên sử dụng rất là mát cho dù mình có chơi game nặng trong một cái thời gian dài. Còn lại mọi thông số phần cứng khác đều như nhau cả, như camera sau là 12 megapixel khẩu độ f1.7, trước là 8 megapixel, hay là pin là 3000 mAh, rồi tới màn hình, các công nghệ sạc, công nghệ bảo mật đều tương tự. Nói vậy thôi nhưng mà Samsung Galaxy S8 Mỹ không phải là không có hạn chế. Thứ nhất, nó chỉ hỗ trợ một SIM mà thôi, đây là một cái điểm hạn chế lớn ở trên cái sản phẩm này. Thứ hai là đối với hàng sách tay thì thị trường nước ngoài nên nó cũng không có hỗ trợ Samsung Pay. Về cái phần mềm của S8 Mỹ, như mình đã nói từ trước, nó được quốc tế hóa nên các bạn chỉ cần lắp SIM vào mà sử dụng như bình thường mà thôi. Không có ứng dụng rác hay bất kỳ một cái hạn chế nào cả, có tiếng Việt đầy đủ và cập nhật phần mềm qua OTA hoàn toàn là bình thường. Trên đây là bài trên tay nhanh về chiếc Samsung Galaxy S8 Mỹ, sản phẩm mà theo mình nó rất là tốt để mà bạn tham khảo khi mà nó có một chất lượng ngon, mức giá rất là hấp dẫn. Hiện nó đang có mặt tại Hùng Mobile và anh em có thể xem chi tiết tại website hungmobile.vn. Anh em đánh giá sao về cái sản phẩm này và muốn mình làm video gì tiếp theo về cái sản phẩm Samsung Galaxy S8 Mỹ này không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Thấy video hay thì nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của Hùng Mobile. Mình là Dũng Ruồi, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.